Hello các bạn, welcome to Next Live with Catherine. Ngày hôm nay chúng ta sẽ học phần 2 của bài Facial. đi ra và chào khách xin chào tên tôi là catherine hello my name is catherine hello my name is catherine hôm nay tôi sẽ giúp bạn làm facial nhé i'll be helping you today with your facial i'll be helping you today with your facial i'll be helping 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 you today today with your facial i'll be helping you today with your facial hôm nay bạn thế nào how are you today how are you today how are you today how are you today, are you today? tôi ổn thế còn bạn i'm good how about you I'm good. How about you? I'm good. How about you? Rất tuyệt. I'm great. I'm great. I'm great. I'm great. I'm great. Hãy theo tôi đến phòng số 2 nhé. Please follow me to room number 2. Please follow me to room number 2. Please, please follow follow, follow me, me to room number two, room number two. Please follow me to room number two. Please follow me to room number two. Hoặc là câu ngắn hơn. Vui lòng theo tôi. Please follow me. Please follow me. Hoặc là follow me please. Follow me please. Bạn có thể để đồ đạc ở đây, thay áo này và nằm ngửa trên giường nhé. You can place your items here. Bạn có thể để đồ đạc ở đây. You can place your items here. Place động từ là đặt để, place mà danh từ là chỗ, nơi chốn. You can place your items here. Items là đồ đạc nói chung. You can place your items here. Bạn có thể để đồ đạc ở đây. You can place your items here. You can place, place, place your items, items, items. Here, here, here. Item mà không có S là đồ đạc nói chung, không xác định số ít item có S là đồ đạc nói chung số nhiều. Can you put this on and lay face up, please? Bạn mặc cái này lên và nằm ngửa lên nhé. Can you put this on and lay face up, please? Face up là nằm ngửa. Put this on là mặc cái này lên, mang cái này lên. Lay là nằm xuống. Face up là ngửa mặt lên. Can you put this on and lay face up, please? Can you put this on and lay face up, please? Can you put this on and lay face up, please? Put this on. Put this on. Put this on. Put this on. Mặc cái này vào. Bỏ cái này lên. Put this on. Put this on. Chữ this này là mình xài chung chung. Người ta thường nói là Uh, this dress hay là this robe hay là cái này cái kia nhưng mà mình nói ngắn dùng cho trường hợp nào cũng được dùng cho cái gì cũng được put this on lay face up lay face up nằm xuống mà nằm ngửa lay face up lay face up can you put this on and lay face up please xong rồi người technician có nghĩa là người thợ có thể bước ra khỏi phòng để khách thay đồ Hai phút sau, chúng ta có thể trở lại. Nhớ là phải gõ cửa trước khi bước vào. Tôi có thể vào được không? May I come in? May I come in? May I come in? Chữ in mà mình lên giọng tại vì là đang câu hỏi. May I come in? May I come in? May I come in? I come in? Các bạn lưu ý, đây là các công đoạn của dịch vụ làm facial những câu giao tiếp mình hướng dẫn sau đây có thể được dùng xuyên suốt quá trình bạn làm cho khách. Bạn có thể áp dụng các câu này vào từng thời điểm và công đoạn thích hợp. Thứ nhất là rửa mặt, cleaning, 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 cleaning. Công đoạn rửa mặt, cleaning. Thứ hai là tẩy da chết, exfoliate, exfoliate chữ này mình học rồi thứ ba là sông hơi steam 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 thứ tư là nặng mụn acne extract acne extract acne extract thứ năm là tiệt trùng và bỏ nước cân bằng lên trên mặt tiệt trùng là sterilize 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 nước cân bằng là toner 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 Thứ sáu là đắp mặt nạ. Mask, 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 mask. Thứ bảy là kem chống nắng. Sunscreen, sunscreen, sunscreen. Vậy là các bạn đã có được bảy cái từ mới cho các công đoạn rồi nhé. Chúng ta nhớ học kỹ những cái từ này. Tại vì nhiều khi khách họ nói mình không có hiểu lắm. Nhưng mà mình nghe được những cái từ chính á. Mình có thể đoán được là khách nói gì mình không có phải nói là đoán được 100%, nhưng mà nhiều khi mình 50 50, còn hơn là mình không hiểu 100% điều khách nói nha. Cho nên mình cố học những cái từ vựng để mà mình có thể hiểu được phần nào những lời khách nói. Khi bắt đầu làm cho khách thì mình có thể nói trước với khách để cho khách họ chuẩn bị tâm lý và họ biết được những cái step nào, những cái bước nào là đang diễn ra. Tôi sẽ chùi make makeup cho bạn nhé. I'm going to remove your makeup, okay? I'm going to remove your makeup, okay? I'm going to remove your makeup, okay? Cái chữ OK này nói có cũng được, không có cũng được nhưng mà mình sử dụng cái văn nói đó uh, nó tự nhiên cho nên mình sẽ dùng OK. Còn bình thường thì mình nói I'm going to remove your makeup. Bạn nhắm mắt lại nhé. Close your eyes please. Close your eyes please. Close your eyes please. Close your eyes please. Chữ your và chữ eyes đứng gần nhau đọc nhanh thì mình đọc nối lại là your eyes. Your eyes. Còn nếu các bạn đọc không quen thì cứ nói your eyes. Close your eyes please close your eyes please close your eyes please phần tư vấn và giới thiệu sản phẩm chúng ta có thể hỏi khách bình thường bạn có xài sản phẩm gì cho da mặt hay không do you usually use any products for your face do you usually use any products for your face do you usually Usually, 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 usually use, use, use any, any products, 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 products for your face. For your face, do you usually use any products for your face? Do you usually use any products for your face? Lúc trước thì tôi có sử dụng thuốc trị mụn, nhưng mà nó không có hết. Before, before là lúc trước. I had acne medication, but it didn't help. Before, I had acne medication, but it didn't help. I had hoặc là I used cũng được. Before, I had acne medication but it didn't help. Acne là mụn, medication là thuốc. Tôi dùng thuốc mụn, lúc trước thì tôi có dùng thuốc mụn. But, nhưng mà it didn't help, nó không có hết. Nó không có giúp được gì hết. Before I had acne medication but it didn't help. Acne, 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 medication, medication. Medication, but it didn't help. Didn't, didn't, didn't help. Help. Before, I had acne medication, but it didn't help. Dùng toa bác sĩ cũng không hết. It's prescription, but still didn't help. It's prescription, but still didn't help. is prescription prescription đó là toa của bác sĩ đó thuốc mà do bác sĩ cho toa chứ không phải là thuốc mình tự mua ngoài à, tiệm được is prescription. 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 prescription 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 but still still didn't didn't help help It's prescription but still didn't help It's prescription but still didn't help that's why I have so many acne bruises and scars that's why Đó là do tại sao. Cho nên, that's why. That's why. Cho nên đó. That's why. I have so many acne bruises and scars. I have tôi có so many rất là nhiều acne bruises là cái bầm, cái thâm đen do mụn gây ra và scars là sẹo. That's why I have so many acne bruises and scars. That's why I have So many acne bruises, 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 and scars, scars, scars. That's why I have so many acne, acne bruises, acne bruises, acne bruises, and scars, scars, scars. scars. Da mặt của tôi bị muộn rất nhiều phải không? I have a lot of acne, right? I have a lot of acne, right? I have a lot of acne, right? Tôi có nhiều mụn lắm, phải không? Right có nghĩa là mình đặt câu hỏi có phải không? I have a lot of acne, right? I have a lot of acne, right? Chữ right có nghĩa là phải không? I have a lot of acne, right? Vâng, cũng khá nhiều. Yeah, quite a lot. Yeah, quite a lot. Quite a lot là cũng hẳn là nhiều đó, cũng thấy nhiều đó. Yeah, quite a lot. Bạn có vệ sinh da mặt thường xuyên không? Do you clean your face regularly? Do you clean your face regularly? Do you clean your face regularly? Do you clean? Do you clean your face? Your face. Your face. Regularly. 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 Do you clean your face regularly? Do you clean your face regularly? Do you clean your face regularly? Tôi rửa mặt với nước ấm bình thường thôi. I wash my face with warm water. I wash my face with warm water. I wash. Wash. Wash là rửa. My face mặt của tôi. My face, my face with là với. Warm là ấm, water là nước, warm water là nước ấm. I wash my face with warm water. 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 Bạn có làm facial song song với việc dùng thuốc không? Có nghĩa là bạn có đi tới dịch vụ làm dịch vụ dưỡng da song song với việc dùng thuốc không? Do you get facial along with using medication? Do you get facial along with using medication? Do you bạn có get facial là um, làm cái dịch vụ chăm sóc da mặt. Along with là song song với cùng với. Using sử dụng medication là thuốc. Do you, do you get facial along with using medication? 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 Tôi không có làm facial thường xuyên. I don't do facial often. i don't do facial often hoặc là i don't get facial often i don't get facial often tôi khuyên bạn cần kết hợp việc dùng thuốc mụn song song với việc làm facial và vệ sinh mỗi ngày thì mới hiệu quả các bạn để ý trong cái này là có ba um, cái vé tôi khuyên bạn tôi khuyên bạn là khuyên cái gì Thứ nhất là kết hợp dùng thuốc mụn nè Cùng với việc làm facial nè Là hai nè Và việc vệ sinh mỗi ngày Đó là ba thứ Thứ nhất là dùng thuốc mụn Thứ hai là làm facial Và thứ ba là vệ sinh mỗi ngày nha Cái ý, cái câu này Cái ý nó hơi bao gồm nhiều thứ quá Nhưng mà mình phải nhớ Mấy cái này là quan trọng Tôi khuyên bạn mình khuyên khuyên cái gì khuyên là phải kết hợp. Kết hợp cái gì? Kết hợp việc dùng thuốc nè. Thứ hai là làm facial. Và thứ ba là vệ sinh. Tôi khuyên bạn cần kết hợp việc dùng thuốc mụn song song với việc làm facial và vệ sinh mỗi ngày thì mới hiệu quả. Lý do mà mình vừa uh, chỉ cho các bạn tiếng Anh mà vừa giải thích những cái câu đó để cho các bạn hiểu và dễ nhớ. Chứ nếu mà các bạn học tiếng Anh không mà các bạn không nhớ cái cái nội dung, không nhớ cái uh, kiến thức căn bản, không hiểu hoặc là không nhớ trong cái đầu của mình về mặt cái ý nghĩa của nó thì các bạn sẽ không nhớ cái phần tiếng Anh được. Nếu các bạn hiểu vì sao mình phải làm như vậy và làm những gì thì các bạn dễ nhớ cái phần tiếng Anh hơn ha. I recommend that you should combine the use of medications in parallel with regular facial care and daily hygiene. I recommend that you should combine the use of medications in parallel with regular facial care and daily hygiene. Câu này là một câu tương đối đầy đủ. và nói lịch sử um, theo kiểu hành chính mình sẽ chỉ cho các bạn cái câu này và sau đó sẽ chỉ cho các bạn một câu ngắn hơn i recommend that tôi khuyên tôi giới thiệu i recommend i recommend i recommend you should bạn nên you should combine 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 là kết hợp. You should combine the use of medication là sử dụng thuốc. The use of medication. The use of medications. The use of medications. Có thể có s hoặc là không có s cuối chữ cũng được. I recommend that you should combine the use of medication. I recommend that you should combine the use of medication. in parallel in parallel là song song với cùng với in parallel with regular facial care việc làm facial thường xuyên with regular facial care regular 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 facial care facial care facial care and daily hygiene 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 Daily là mỗi ngày, hygiene là vệ sinh uh, sạch sẽ. Thì daily hygiene là vệ sinh mỗi ngày. I recommend that you should combine the use of medications in parallel with regular facial care and daily hygiene. I recommend that you should combine the use of medications. In parallel with regular facial care and daily hygiene. Câu ngắn hơn. Câu này thì không có phải là hay lắm, nhưng mà uh, nó ngắn gọn và nó đầy đủ ý nghĩa. I recommend that câu đó là recommend là mình phải nhớ rồi nha. Còn cái ý chính này, you should combine medications, facial care and daily hygiene. You should combine medications, facial care and daily hygiene. You should combine medication, facial care and daily hygiene. Chỉ dùng thuốc mụn không thì nó không trị dứt đâu. The medication by itself will not stop it completely. The medication by itself will not stop it completely. The medication Thuốc By itself Có nghĩa là chỉ dùng thuốc không thôi đó The medication by itself Là chỉ có mình thuốc không thôi Will not Sẽ không stop it Không có trị được cái mụn đó Completely Hẳn Dứt The medication by itself will not stop it completely. The medication by itself will not stop it completely. The medication by itself will not stop it completely. The medication by itself will not stop it completely. Thuốc thì làm teo lỗ chân lông lại để bụi bớt vào. The medication will help to reduce the pores. 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 Reduce là làm nhỏ, giảm. reduce 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 the pores, the pores là lỗ chân lông. The pores, the pores. The pores, the medication will help to reduce the pores. Nhưng mụn thì sâu bắt buộc phải làm sạch và à, vệ sinh mỗi ngày. But the pores are deep and need to be cleaned daily. But the pores are deep and need to be cleaned daily. Nhưng mà những cái lỗ chân lông đó, nó sâu, có nghĩa là trong đó nó dơ đó cho nên mình phải làm sạch mỗi ngày. But the pores are deep and need to be cleaned daily. But the pores are deep and need to be cleaned daily. The pores are deep and need to be cleaned daily. Chỉ phải như vậy mới hết được. Chỉ phải như vậy là như thế nào? Có nghĩa là cái việc mà xài thuốc làm facial và vệ sinh mỗi ngày đó. Phải bắt buộc như vậy thì cái mặt mình mới đỡ lên được. Only that will help. Only that will help. Only that. Only là chỉ. Only, chỉ như vậy đó. Chỉ một mình như vậy, chỉ như thế, chỉ phải như vậy. Only that will help. Chỉ phải như vậy mới giúp được. Only that will help. Only that will help. Vậy bao lâu nên làm facial một lần? How often should I get a facial? How often should I get a facial? Có nhiều người gọi là often còn có nhiều người đọc mà kỹ hơn đọc gọi là often. Often, often nhưng mà thường thường mình đọc là often. How often should I get a facial? How often should I get a facial? Hiện tại thì da mặt bạn cần làm mỗi hai tuần vì nó hơi nhiều mụn. Right now, I recommend every 2 weeks due to the extent of the acne. Right now, I recommend every 2 weeks due to the extent of the acne. Right now, I recommend every 2 weeks. due to the extent of the acne. Right now, hiện tại bây giờ, I recommend, tôi khuyên, tôi khuyến khích, I recommend, I recommend, I recommend, tôi khuyến khích, tôi khuyên. Every two weeks, mỗi hai tuần, every là mỗi, two weeks là hai tuần. Every two weeks, every two weeks, due to bởi vì the extent the extent có nghĩa là mức độ of the acne của cái cái tình trạng mụn á. Tùy vào cái tình trạng mụn mức độ mà bị mụn nhiều hay ít. Cho nên là bây giờ tôi khuyên là nên làm 2 tuần bởi vì cái tình trạng nó bây giờ nó ghê quá cho nên mình phải làm 2 tuần mỗi lần. right now i recommend every two weeks due to the extent of the acne right now i recommend every two weeks due to the extent of the acne right now i recommend every two weeks due to the extent of the acne when it's better You can do every month. When is better? You can do every month. When is better? You can do every month. When is better? You can do every month. Mình sẽ dừng ở đây. mời các bạn đón xem phần tiếp theo. Thanks for watching. Bye bye.